Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Tháng 8, bộ phim Nhất Lộ Triều Dương phát sóng đã tạo được làn gió mới với kịch bản hay cùng dàn diễn viên nổi bật. Cặp đôi diễn viên chính Lý Lan Địch và Vương Dương cũng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả ngay từ những ngày đầu bấm máy. Đảm nhận vai nam chính Lê Quang của Nhất Lộ Triều Dương là nam diễn viên Vương Dương. Anh được biết đến qua các bộ phim Kim Ngọc Lương Duyên, Vô Gian Đạo, Khánh Dư Niên, Em Là Thành Chỉ Doanh Lũy của Anh, Đại Minh Dưới Kính Hiển Vi và nhiều bộ phim khác. Vương Dương sinh ngày 13 tháng 3 năm 1978 tại Cát Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Vương Dương sinh ra và lớn lên ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang. Do chịu ảnh hưởng của người cha làm nghề ngoại thương, nên ngay từ nhỏ Vương Dương đã nhạy bén về các con số và quyết tâm theo học ngành kinh tế ở nước ngoài. Khi tốt nghiệp cấp 3, Vương Dương muốn ra nước ngoài học ngành tài chính, nhưng cuối cùng anh đã từ bỏ vì không xin được visa vào Mỹ. Sau đó, Vương Dương nhận được giấy báo nhập học của Đại học Truyền thông Trung Quốc và Học viện Hí kịch Thượng Hải. Anh lựa chọn học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Trong năm học thứ hai, Vương Dương được trường cử đi du học Singapore và lấy được bằng kép. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp đại học, anh trở thành diễn viên kịch của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Bắc Kinh. Năm 2004, Vương Dương tham gia vai chính trong bộ phim chủ đề Chiến tranh Điệp Chiến. Đây cũng là vai diễn đầu tay của Vương Dương, từ đó chính thức bước chân vào giới giải trí Hoa ngữ. Sau đó, Vương Dương tham gia vào nhiều bộ phim như Nếu Còn Có Ngày Mai, Tuyết Đang Tan, Cung Tỏa Châu Liêm, Kim Ngọc Lương Duyên, Vô Gian Đạo và nhiều tác phẩm khác. Xuất thân chính quy, có được cơ hội tham gia nhiều đoàn phim, thế nhưng may mắn dường như chưa mỉm cười với Vương Dương trong những năm đầu sự nghiệp, khi xuất hiện với nhiều vai diễn nhưng chưa thực sự nổi bật. Giai đoạn sự nghiệp của Vương Dương chính thức bước sang một trang mới, khi tham gia chương trình Tôi Chính Là Diễn Viên và đoạt quán quân vào năm 2018. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Sau đó, anh gây được sự quan tâm lớn khi xuất hiện trong bộ phim cổ trang Quyền Mưu Khánh Dư Niên do Trương Nhược Quân, Lý Thấm. Năm 2023, dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng Vương Dương lại lần nữa nhận được độ thảo luận lớn từ đông đảo phái nữ khi đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Ngôn Tình Nhất Lộ Chi Dương cùng với mối tình chú cháu trâu già gặm cỏ non với Lý Lan Địch. Bộ phim Ngôn Tình hiện đại Nhất Lộ Triều Dương xoay quanh sự phát triển của nữ chính Lý Mộ Gia và câu chuyện tình yêu của cô gái trẻ cùng người đàn ông lớn tuổi Lê Quang. Mối tình chú cháu trước khi phát sóng khá gây nhiều tranh cãi khi cặp đôi nam nữ chính cách biệt tới 21 tuổi này. Nhưng bộ phim với kịch bản thú vị, các chủ đề đời sống như mâu thuẫn trốn công sở, khó khăn của dân tỉnh lẻ là những điểm đang thu hút sự chú ý của nhiều khán giả theo dõi bộ phim Nhất Lộ Triều Dương. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời tư của Vương Dương cũng là điều cư dân mạng khá quan tâm. Năm 2018, Vương Dương đăng Weibo thông báo kết hôn với nữ diễn viên Cao Tư. Hai người đều là cựu diễn viên xuất thân từ Học viện Hí kịch Thượng Hải. Cao Tư sinh năm 1982, cô từng xuất hiện trong một số bộ phim như Hoa Dạng Khiêu Thủy Thiếu Niên, Lý Gia Đại Viện và một số bộ phim khác. Vài năm trở lại đây, Cao Tư ít xuất hiện trong giới giải trí. Trước khi tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã trải qua 6 năm yêu nhau. Năm 2021, Vương Dương thông báo đã có con gái đầu lòng. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste.